Đẻ mấy đứa rồi? Cháu chưa sinh em bé. À chưa? Vâng. Thế à? Có gia đình chưa? À, cháu có gia đình rồi nhưng mà cháu hấp yếu muộn. Thế à? Vâng. Mấy năm rồi? Được 7 năm ạ. 7 năm rồi? Vâng. Không có biện pháp gì khác à? Có ạ, cháu có làm thụ tinh nhân tạo rồi nhưng mà cũng có khả năng là do cả tinh trùng của cháu cũng bị yếu ấy. Còn về bản thân thì chỉ có bị tắc vòi trứng thôi. Bị tắc vòi trứng? Vâng, còn mọi thứ thì ok bình thường. Năm nay cháu bao tuổi? 36 ạ. Thụ tinh nhân tạo mấy lần rồi? Thực ra cháu mới chọc trứng một lần thôi, còn chuyển phôi thì khoảng 3 lần. Chuyển phôi 3 lần đều hỏng cả? Vâng, không phải vì sao, bác sĩ cũng không giải thích. Thế nhà cháu có đi cúng? Không. Không đi cúng? Thế à? Nhưng mà hiện tại bây giờ là cháu ly hôn rồi. Ly hôn được 10 năm rồi. Năm nay là năm thứ 3 ạ. Muốn mổ được nào? Cẳng chân này. Vâng, với lại cháu cũng muốn là mình vẫn có em bé bình thường. Ok, ok. Đường này thì nó an toàn, nó dễ chịu. Cháu thích to hay vừa? Dạ, bình thường thôi. Một là cháu phải làm cái lễ cắt tiền duyên, cắt duyên của cái gia đình nhà chồng trước, cũ cháu đi. Chắc chắn là cháu chưa làm cái việc đấy. Cho nên bây giờ chưa có được người yêu. Bởi vì sao người ta vẫn theo mình mà. Tổ tiên người ta vẫn đang phả độ cho mình. Mặc dù có thể cái đường con cái nó người ta chưa đồng ý. Thế. Nhưng cái hiểu nôm na giống như trên trần vậy. Thế chứ? Thế là mình phải xin phép, làm cái lễ xin phép gia tiên bên đấy là thôi con hết duyên. Bên này thì thôi cho con là không được ở, không được theo bên này với các cụ. Kiểu như dạng coi như là buông ra cho con. Đúng là hộ khẩu của cháu cũng chưa cắt khỏi nhà chồng thật. Đấy, hộ khẩu cũng chưa cắt, tức là dương cũng chưa cắt mà âm cũng chưa cắt. Thế là cháu sẽ nghe bác.